Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là chi tiết giá lăn bánh trên từng các phiên bản của mẫu xe Hyundai Accent đang được Hyundai thành công phân phối ở tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, Auto Việt Nam sẽ ước tính chi phí tối thiểu để giúp cho quý vị có thể cân đối được tài chính nếu có ý định mua xe ô tô trả góp. Xin mời quý vị theo dõi. Hyundai Accent được phân phối tổng cộng là 4 phiên bản bao gồm 1.4 lít số sàn bay hay còn gọi là bản thiếu, 1.4 lít số sàn tiêu chuẩn, 1.4 lít số tự động và 1.4 lít đặc biệt. Trong đó, 1.4 lít số sàn bản thiếu dành cho các khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải. Còn lại bản 1.4 lít đặc biệt là phiên bản cao cấp nhất. Giá lăn bánh của Hyundai Accent 2022 sau đây chưa trừ khuyến mại nhưng đã bao gồm đầy đủ các chi phí như lệ phí trước bạ từ 5 đến 6%, phí biển số, phí đăng kiểm, phí đường bộ, bảo hiểm bắt buộc. Hyundai Accent 1.4 lít số sàn bản bay hiện có mức giá bán niêm yết là 426 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội khoảng 477 triệu đồng, tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 472 triệu đồng, tại các tỉnh thành khác khoảng 453 triệu đồng. Để mua được phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu là 140 tới 150 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Hyundai Accent 1.4 lít MT tiêu chuẩn có mức giá bán là 472 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội khoảng 525 triệu đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 521 triệu đồng, tại các tỉnh thành khác khoảng 502 triệu đồng. Để mua được phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu là 150 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Hyundai Accent 1.4 lít AT có mức giá bán là 501 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội khoảng 556 triệu đồng, tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 551 triệu đồng, tại các tỉnh thành khác khoảng 532 triệu đồng. Để mua được phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu là 150 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Hyundai Accent 1.4 lít AT đặc biệt có mức giá bán là 542 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội khoảng 600 triệu đồng, tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 594 triệu đồng, tại các tỉnh thành khác khoảng 576 triệu đồng. Để mua được phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu là 170 tới 180 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Hyundai Accent phiên bản mới sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt là 4.440mm x 1.729mm x 1.470mm, cùng chiều dài trục cơ sở lên tới 2.600mm. Những con số này mang đến cho Accent một không gian rộng rãi bậc nhất trong phân khúc. So với các đối thủ ở trong phân khúc thì xe có trục cơ sở bằng Honda City và lớn hơn Toyota Vios. Khoảng sàn gầm đạt 150mm, cao hơn các mẫu xe khác. Điều này giúp cho xe dễ dàng leo vỉa hè trong nội thành mà không lo cạ gầm. Bán kính quay vòng 4.8m giúp Accent xoay sở một cách linh hoạt trong đô thị. Ở phần ngoại thất xe, Hyundai Accent nâng cấp giữa vòng đời sở hữu một bộ lưới tản nhiệt hình thang ngược với cấu tạo từ những khối hình học kiểu mắt xích, cá tính và táo bạo, tạo nên một phong cách thể thao và khỏe khoắn hơn so với phiên bản cũ. Cụm đèn chiếu sáng Projector cũng đem tới cảm giác ấn tượng khi được vuốt ngược về phía sau theo hình lưỡi liềm độc đáo, có khả năng tự động tắt bật đèn theo điều kiện ánh sáng bên ngoài. Phong cách thể thao của Hyundai Accent còn được thể hiện ở toàn bộ thân xe với thiết kế khí động lực học. Phần mui xe được hạ thấp, thân xe với các chi tiết dập nổi đem lại chỉ số cản gió thấp. Ở phía đuôi xe, mẫu xe hạng B đến từ thương hiệu Hàn Quốc vẫn được trang bị cụm đèn hậu LED 3D bắt mắt đi cùng bộ khuếch tán gió giúp tăng cảm giác thể thao cho xe. Khác biệt duy nhất chính là phiên bản 1.4 lít AT đặc biệt sử dụng mâm 16 inch trong khi các phiên bản còn lại trang bị loại 15 inch. Bên cạnh đó, Accent phiên bản mới vẫn được kế thừa những trang bị tiêu chuẩn duy trì từ phiên bản cũ như tay nắm cửa mạ chrome phía bên lái tích hợp nút bấm mở cửa nhanh, gương chiếu hậu tự động gập chỉnh bằng điện, đèn xi nhan báo rẽ dạng LED, hỗ trợ đỗ xe phía sau, camera lùi. Nội thất của Accent phiên bản mới tiếp tục được áp dụng theo triết lý thiết kế HMI giống với người đàn anh Elantra. Thiết kế này hướng người lái về bảng điều khiển trung tâm, dễ dàng sử dụng, kết hợp với không gian rộng rãi cùng với chất liệu chế tạo và trang bị công nghệ cao cấp. Bên trên táp lô xe sử dụng vật liệu chủ yếu bằng nhựa cứng, kết hợp với hai tông màu ghi xám và vàng be. Cột chữ A bố trí gọn gàng, giúp người lái có tầm nhìn quan sát tốt khi di chuyển trong phố.
Các vị trí cửa gió điều hòa, viền nút bấm được mạ bạc nhấn nhá cho không gian bên trong. Vô lăng thiết kế 3 chấu khá to, cầm nắm chắc chắn. Phía bên trên tích hợp các tổ hợp phím bấm như tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay và ga tự động Cruise Control. Cụm đồng hồ táp lô xe sử dụng dạng digital, có thiết kế khá giống với phong cách của BMW, đem lại cho người sử dụng những trải nghiệm thú vị khi vận hành. Khu vực hộp số vẫn được giữ nguyên theo thiết kế cũ, xe vẫn được sử dụng phanh tay dạng cơ học. Ngoài ra, chi tiết bệ tì tay ở hàng ghế đầu cũng là điểm cộng giúp cho người lái thoải mái khi trải nghiệm. Hyundai Accent phiên bản nâng cấp sử dụng phần màn hình trung tâm giải trí kích thước 8 inch, có khả năng kết nối với điện thoại thông minh thông qua Apple CarPlay, Android Auto để đồng bộ dữ liệu, dễ dàng nghe gọi và sử dụng ứng dụng, tích hợp định vị GPS và bản đồ dẫn đường thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam. Đi kèm với đó là hệ thống âm thanh 6 loa, đem tới chất lượng âm thanh được nhiều người đánh giá là hay nhất trong phân khúc. Hệ thống điều hòa tự động, cửa gió cho hàng ghế thứ hai cũng là ưu điểm nổi bật của mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Riêng phiên bản 1.4 lít xăng đặc biệt được trang bị thêm phần chi tiết cửa sổ trời. Về tiện ích hỗ trợ người lái, xe được trang bị gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động, hệ thống gạt mưa tự động, cốp sau điều khiển điện thông minh. Đặc biệt, Hyundai Accent phiên bản mới còn được nâng cấp thêm tính năng khởi động từ xa. Đây là công nghệ được khách hàng đánh giá rất cao ở trên phiên bản mới. Ghế ngồi trên Hyundai Accent vẫn giữ nguyên so với phiên bản tiền nhiệm, chất liệu da tổng hợp, kết hợp hai tông màu ghi xám và vàng be. Ghế lái và ghế phụ đều điều chỉnh hoàn toàn bằng cơ. Hàng ghế thứ hai có khoảng để chân tương đối rộng rãi, đặc biệt với những người có chiều cao dưới 1m75 trở xuống. Móc cố định ghế trẻ em Isofix tiện dụng cho các gia đình có trẻ nhỏ. Thể tích khoang hành lý của Hyundai Accent là 387 lít, đủ chứa 3 vali cỡ trung cho một gia đình thường xuyên thực hiện các chuyến đi dã ngoại và đi chơi xa. Hyundai Accent phiên bản mới vẫn được trang bị khối động cơ Kappa 1.4 lít MPI, sản sinh ra 100 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 132 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn, sử dụng hệ thống dẫn động cầu trước. Tương tự phần trang bị tiện nghi, tính năng an toàn của Hyundai Accent phiên bản mới cũng được giữ nguyên so với phiên bản cũ và mình xin phép được đặt bên trên màn hình giúp quý vị và các bạn có thể tham gia và theo dõi. Vừa rồi là video đánh giá về chiếc xe Hyundai Accent phiên bản nâng cấp 2022. Các bạn muốn tìm kiếm thông tin chi tiết về xe, xin vui lòng bấm vào đường link website mà mình đặt ở phần phía bên dưới mô tả hoặc bình luận của video nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại những video clip tiếp theo.